chưa có chỗ ngồi xuống bên dưới khán phòng. Hiện nay chúng tôi là một thí sinh và bàn ghế để khách hàng có chỗ ngồi. Xin mời quý vị nhanh chóng chỉnh chỗ để chương trình chuẩn bị bắt đầu. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo chương trình lễ mở bán và tri ân khách hàng khu căn hộ Hanteco Hoàng Mai chuẩn bị được bắt đầu. Trị giá 1 triệu đồng một bộ dành cho 15 khách hàng may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin trân trọng 1 triệu đồng một bộ từ phía ngân hàng Vietcombank dành cho 15 khách hàng may mắn trong chương trình ngày hôm nay.
Ngoài ra sẽ là hai giải ba, mỗi giải là một mm Samsung 32 inch trị giá 7.900.000. Sau đây tôi đọc các căn đã vào cọc, các bạn nhân viên kinh doanh chú ý nha. A809 A và mới chuyển qua phòng kế toán nộp tiền. Tôi đề nghị các bạn nhân viên kinh doanh chú ý nha. Còn 809 là 1409, còn 809 là 1409. Trong buổi sáng ngày hôm nay, và để khách quan, chúng tôi xin mời một khán giả có mặt trong chương trình ngày hôm nay lên sân khấu giúp chúng tôi bốc thăm để chọn ra những vị khách hàng may mắn được sở hữu phần quà ngày hôm nay. Chị hãy trộn lá thăm lên để đảm bảo tính khách quan. Chị hãy bốc lần lượt từng lá một và đưa cho nhân viên bên cạnh của chúng tôi. Thuộc về khách hàng có số điện thoại 0119 4990. Xin chúc mừng. Xin gọi anh cái này, anh có bạn ở đây không ạ? Và xin mời chị có bạn tham tiếp theo. Xin được chúc mừng 0402. Xin chúc mừng chị và xin mời chị lên sân khấu. Và quý vị nhận được trong chương trình bốc thăm may mắn ngày hôm nay rất có thể là những vật dụng đầu tiên mà... Vâng, trước khi bốc thì anh Hạnh Đảo đều phòng thăm lên ạ. Rất hồi hộp, giải đặc biệt giá trị nhất sẽ thuộc về ai đây? Vâng, xin cảm ơn anh. Tôi xin phép được công bố ạ. Xin mời anh Trần Văn Kỳ theo giải thưởng cho khách hàng may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn ông Trần Văn Kỳ và xin chúc mừng anh một lần nữa. Anh có thể phát biểu cảm tưởng của mình khi lên nhận giải không ạ? Từ tôi cũng mong rằng là cái tiến độ và tất cả cái điều kiện và những cái mà đây là cái tôi và cái chúng ta tôi biết của mình.